À, không mở ở đâu ấy nhỉ? Đâu nhỉ? Không mở ở đâu? Thầy không mở. Hay là thầy lấy mật khẩu. Sao mà không phải mật khẩu rồi? Xin chào tất cả các em. Chị vừa mới mua được gói. Xin chào tất cả các em. Chị vừa mua được một gói bim bim khổng lồ này và chị mang đến đây để cho anh Thái Chuối cùng ăn. Một mình chị thì ăn không thể hết cái gói bim bim này được. Và hôm nay chị và anh Thái Chuối sẽ cùng nhau khám phá xem bên ngoài cái gói bim bim này nó có những cái gì. Bây giờ mình cùng khám phá nhá. Đầu tiên đó là cái gì đấy nhỉ? Cái quai. À đúng rồi, vì là cái gói bim bim khổng lồ này mình phải xách thì mới được. Rất là nặng các em ạ. Ôi, rất là to. Cái này luôn. Nó phải nặng đến tầm cỡ 2 lạng đấy các em ạ. Này phải 3 cân. À đầu tiên nó là cái quai bằng nhựa này. À, tiếp theo đó là chị nghĩ là chữ này là chữ Hàn Quốc. Đây là chữ Hàn Quốc á, à, đây là chữ Thái Lan. Đây là Hàn Quốc. Thái Lan. Hàn Quốc. Thái Lan. Hàn Quốc. Thái Lan. Không có ăn nữa. Đây là chữ Hàn Quốc. Đấy. À. Tiếp theo là và đây chị sẽ giới thiệu với các em. Đây chính là một con tôm hùm rất là to. Chị nghĩ là bim bim khổng lồ thì phải có tôm hùm mà, đúng rồi đúng không? Con này con tép. Con này con tôm hùm. Con này con tép. Con tôm hùm. À, con này con tép mà lị. Con này con tôm. Tiếp theo ở phần dưới này mình xem có cái gì nhỉ? À đây trong gói bim tương bim cà khổng đây, lồ tương này con. Cà, tương cà. Các em ơi, đây trong gói bim bim khổng lồ này còn có nước chấm nữa đấy. Ở đây là có tương cà chua này và tương ớt này. Đấy. Trong gói bim bim này nó có điều đặc biệt đó là như thế. Thế là có hai loại nước chấm ạ? Đúng rồi, có hai loại nước chấm. Theo đằng sau nào, bây giờ mình hãy cùng khám phá ở phía đằng sau nha. Đây là chữ Hàn Quốc này. Chữ... lại có cái chữ Hàn Quốc. Hàn Quốc. À, cái này anh biết nè, cái này cái chữ này anh biết nè. Cái này chữ gì? Phúc chi. Phúc. Đã rớt tiếng Anh rồi còn phải đặt đây là chữ phu chi các em ạ. Ở đây có cái này có chữ gì đây nhỉ? Cái này đọc như nào nhỉ? Ôi giời, cái chữ này mà không biết đâu quá, học tiếng Anh bao nhiêu lâu rồi. Anh nhìn qua anh biết đây chữ Thái Lan rồi. Cái chữ này là chữ Thái Lan luôn. Nhưng mà anh không biết gì thôi. Không biết là chữ này, cái bảng này nó gồm có cái gì nhỉ? Bỏ tay ra xem nào, chữ cái gì nào, bên nào? Bên này có gì nào? Ồ. À, bên này nó có tiếng Việt các em ạ. Đây này. Cứ giấu giấu nhỉ? Nó mà cứ cầm từ nãy giờ. Ồ, cái bim bim này nó phải có mật khẩu mới vào được, mới bóc hộp được này. Chả biết gì, đây là mã vạch. Đây là mã vạch của sản phẩm. À thế à? À, chị và anh Thái Chuối sẽ cùng khui gói bim bim này ra xem bên trong là nó có những gì nhá. Phải đúng như những gì mình dự đoán không nhá. Chưa cần ăn, đã biết trong gói bim bim rồi. À, à, không mở ở đâu ấy nhỉ? Đâu nhỉ? Không mở ở đâu? Chả thấy không mở đâu. Hay là thầy lấy mật khẩu. Sao mà không phải cái mật khẩu rồi? Đây là mã vạch. Ờ, à, mã vạch. Thế bây giờ không có chỗ mở. Bình thường nó mở chỗ này. À đây rồi các em ạ, đây rồi, chị đã tìm đến chỗ mở đây rồi. Bây giờ chị sẽ bắt đầu mở đây. Ôi trời, trời. Wow. Bim bim màu cam này, có màu xanh này, màu đỏ này. Có nhiều lắm. Màu xanh này. Wow. Màu đỏ đây. Wow. Hai gói màu xanh, hai gói màu đỏ. Hai gói màu. Hai gói màu đỏ. Hai cái màu cam. Ôi. Nó vừa 6 cái đó. Cứ tưởng là nó phải to như à. Con như thế này. Ai ngờ nó chỉ to, chắc nó chỉ to như cỡ này thôi. Không biết to như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra xem nhá. À. Anh thấy màu xanh đi. Em màu đỏ. Nào bây giờ mình cùng mở.
À, bên trong có đây các em ạ. Ui, lần đầu tiên là chị được ăn cái gói này nên là chị cũng không biết. Đây, đây là gói tương cà này. Chắc là đây là gói tương ớt rồi. Ngon rồi đấy. Mở của mình đi. Vẫn là một gói rồi đấy còn. Tại vì chị ăn được cay nên chị sẽ chấm tương ớt. Ui, wow. Tương ớt của cái bim bim này ngon thật đấy. Nhiều đấy. Của anh là vị gì đấy? Nhưng mà đâu như có rong biển. Nhưng mà đâu có gì chấm. Cái gói này không có gì chấm này. Các rong biển không cần chấm. Phải không? Hay là chỉ có một cái gói chấm cho tất cả các gói nhỉ? Hay anh thử mở một cái vô cam này nữa. Có hay không mà biết liền. Cái này về mình sẽ đổ vào bát. Mình sẽ... Ôi, gói xanh này không có, gói này có đấy này. Hay cái này mình sẽ về mình đổ vào bát xong là chúng mình sẽ chấm lấy bim bim để chấm. Ngon quá. Hóa ra nó không được dài như chị tưởng tượng. Chị cứ nghĩ nó sẽ rất là to, to bằng một gang tay cơ. Hóa ra bên trong thì nó cũng chỉ là những cái như cả gói bim bim bình thường mình hay mua. Nhưng mà ăn ngon hơn. Ngon không anh Tài Chuối? Ngon. Ủa bên trong gói xanh này này không có cái nước chấm này. Gói vàng này có, gói vàng này, gói đỏ có này. Hay gói xanh này bị lỗi nhỉ? Không biết. Theo cảm nhận của chị thì chị sẽ thích có gói màu cam này. Nhất cam ạ. Chị thích vị của gói màu cam này nhất. Nó có thơm vị tôm. Chị bóc hết để ăn thử nhưng mà chị nghĩ là các màu giống nhau thì ra ăn vị là giống nhau nên chị thôi. Và chị nghĩ là chị sẽ không ăn hết tất cả 6 gói bim bim này nên là chị sẽ để dành để về về ăn dần.